Này tiếp tục đi thăm thăm gắn các bạn ơi. Các bạn nha, hôm nay mình trốn học đi thăm gắn á. Nó trốn học đi thăm gắn các bạn ơi. Hôm nay tới ngày thăm tiếp các bạn ơi. Cũng 3 đêm rồi. Cái này 3 đêm không ta? 3 đêm. Cũng 3 đêm rồi các bạn ơi. Lại cái đầu tiên luôn các bạn ơi. Hên hên cái hậu già. Trời. Chào luôn. Ủa luôn rồi, chuột nó lú đầu ra nó nhìn luôn. Còn đấy không? Còn lúa, lúa hết. Còn đoán không? Lúa thôi lúa. Đấy cho nó thêm bịch lúa đi. Chuột mày. Lúa mình đây nó mạnh rồi. Ủa chuột mình nó mạnh rồi. Giờ không sợ chết nữa mà sợ nấy thôi. Cái này ngon quá mà sao kỳ ta. Hai cử rồi. Tới cái tiếp mình quay các bạn ơi. Đường này thì nó hơi khó đi nha. Dạ. Bữa nay có hay gió nó theo không biết sao nha các bạn. Đây có cái tiếp theo các bạn ơi. Dạ hay gió. Coi hay gió. Nặng không? Nặng nặng cái coi. Ừ, gì? Gì đâu mày? Đâu? Bự không? Bự không? Bự không? Trời ơi, trời. Kẹt đầu các bạn ơi. Trời ơi. Chuột luôn nè. Mà vô ăn chuột không được, kẹt đầu luôn rồi. Ở bên chuột cắn luôn nè. Thôi thôi. Coi ông ngoài này có món trắng không? Món trắng gì? Chuột hả? Cũng là ăn á. Không phải đâu. Cái này vô ăn không được sơm ra luôn. Thôi mình ngưng đây mình xử lý cái này các bạn ơi. Trời tưởng đâu này nó chín chín rồi thấy im. Trời ơi thấy đen hồi lùi mà nặng chịch nữa. Rồi kẹt đầu các bạn ơi. Trời quá. Giỡn cái đầu. Mà dính rắn không được nè. Vừa này vừa vừa các bạn. Nè. Dược kiển cái gì á, đẹp hết sức đẹp luôn rồi, trái nè. Ôi dễ thương không? Này mà vừa này mà chân tết là như ý luôn các bạn. Trái nó ngộ các bạn. Trái nó vàng tư luôn á. Quá trời đẹp luôn. Rồi. Cho Hùng đặt lấy cái này mình đi lắng mình quay tiếp các bạn xem các bạn. Con này nó bị kẹt đầu rồi. Mới vừa tháo xong á. Tới cái tiếp theo các bạn ơi. Hình hình cái nữa gió. Có kìa, có bự. Nhỏ 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 nhỏ. Ê, nhỏ. Ừ, trời mới bị lần ra chứ. Im hồn. Hả? Nhỏ rồi, nhỏ. Nhỏ hả? Ồ, cũng được nha, cũng được nha. Hàng ơi, có hàng các bạn ơi, có hàng các bạn ơi. Bữa nay có hai gió đi ngon nha, dở cho các bạn xem luôn. Hai cái à, hai dính con đi dính à, con đi dính đâu. Vô vườn này hai cái dính hai con các bạn. Còn hai cái ngoài không dính nha các bạn. Quá trời tháo bạn ơi. Ui. Đeo quá. Căng cánh luôn, con này bự ngoài, con này cũng cả 300 lạng á. Cũng được, kệ đi. Cái gì là ngon lắm rồi. Ôi, cũng được rồi, hai lạng. Trời bỏng rồi, ăn con chuột, mất tiêu con chuột luôn. Này có hai lạng. Bụng bầu con chuột nè. Mấy giờ này mới dính hơn. Này mới dính ăn chuột nữa các bạn. Xà bá luôn. Ôi, tội ẻ lắm rồi. Ẻ. Nhỏ. Ngậu mày không có cái ngậu nó nói giờ là ẻ có mùi chất ngồi ối rồi kìa. Trời ơi, ối rồi các bạn. Ôi trời ơi. Thấy không? Thấy nói không? Nó mới dính nè, nói nè. Cặn cảnh luôn ạ. Lấy cái rũa. Đây có người kìa, có người. Nhìn nhỏ, nhìn nhỏ. Nó nguy hiểm nha, nó nhìn nhỏ nhỏ nè. Có người các bạn ơi. Có người các bạn ơi. Chuyện nhỏ nhỏ nè. Nổi chữ tụi dữ mà. Rồi mình ngưng đi các bạn, mình ngưng đi các bạn. Rồi bắt ra các bạn ơi. Đây là người ta đi các bạn ơi. Nãy người ta ra đi ngang các bạn. Người không ngang. Ném là mình giấu. Hai gió bà bắt chưa? Nè. Nè cái tiền cho ngính nó ngắn nữa mà. Hai gió bắt đi đó. Hả mà không đưa cái đầu. Cái đầu nó cắn nó phóng nó phóng ra chụp á. Thôi chụp. Kìa. Ừ. Đó, thấy không? Qua luôn. Nè quay lại coi. Không cắn. Nó đâu cắn rồi sao? Ồ, cứ gắn thêm á. Hoàn nó không gắn. Đó, thấy không? Đã không? Lần đầu tiên mới gắn các bạn. Ừ, thấy không? Nó phái rồi. Nó kìa mới đụng gắn á. Nó phái rồi nè các bạn ơi. Quá hiểm.
Nó hai con nhưng mà chết con các bạn. Ồ, chết nữa hả? Đây ngay lưới gắn gắn nữa mà chết hả bạn ơi? Đây nè, dân gắn lãi các bạn, dân gắn hổ mây á, gắn lãi, ta kêu gắn lãi hổ mây á. Bây giờ, đường này khó đi lắm bạn ơi. Dần tới cái thứ tư hả? Không? Thứ ba. Thứ tư. Nhẹ không? Rồi, nhẹ hả? Dạ nó ơi, dạ nó ơi. Không vui có ăn. Chuột còn không? Chuột còn chuột á. Còn chuột phải bỏ lúa rồi. Còn lúa luôn. Lúa nhiều không? Ngày nay không, ngày hai bịch. Mới ăn bịch rồi. Còn lúa luôn. Còn lúa bạn ơi. Rồi, đặt lại đi mình đi cái tiếp. Đây còn cái gì? Được rồi, cái này dính không ta? Không không? Được rồi, cái này dính con nhỏ nè. Chuột cò hết nước vào bài. Đường này đi mất khơm khơm không ơi. Mới khó đi lắm. Ôi ôi kìa, có bay kìa, mấy cha ơi kìa. Cái này trên bờ hả? Đây. Đây. Nặng nặng ơi. Nặng nặng không? Có cái lú đầu không? Có lú đầu không? Có hồng dạ vừa dưa. Đúng không? Không quên. Không quên hả? Không? Chuột chết. Chết rồi. Chuột này được rồi, yếu lắm chuột kỳ ta. Sống hay chết? Ồ, kỳ ta. Sống mà không dạ. Sống thì sao chết được? Đúng rồi, sống. Đã tôi thấy nó nổi yêu. Thôi lú á. Ở con bệt, con bệt luôn. Còn cái cuối cùng nữa. Cái này ngon quá không dính bạn ơi, ngon lắm ngon mà. Cái này hai cử không dính mà. Đường mòn ngon quá mà. Má đây lết nhiều. Lết đường này ngon hết, ngon ngộ ta. Rồi đặt lại đi. Nãy ai cầm này chưa? Đầu tiên ai cầm này lên. Phong thủy. Anh Hùng cầm đúng không? Phong thủy luôn hả? Anh Hùng cầm, anh đi trước. Ở con cây đó tiêu rồi chạy. Cây gì? Cây gì nữa rồi. Ây dạ. Cây gì nữa rồi hả? Cũng bỏ đây. Có. Nó cầm. Không phải nhỏ nhỏ thôi, nhỏ nhỏ thôi. Đi tới đi, tới đi. Cây gì dính rớt luôn rồi. Ghim gì? Cây gì hả? Kệ tới đi, kệ đi. Nói gì làm cái ghim khác. Còn cái cuối nữa các bạn ơi. Cái này mình đi hơi chiều các bạn. Buổi trưa rồi mình còn vắng vắng, buổi chiều mình không dám nói chuyện lớn nha. Còn cái cuối các bạn ơi. Ngon ngon cái gió. Ê, vậy. Không, không. Trời ơi, mày lên giả hết hồn mày. Thấy nó đụng cái cây này nó nặng nặng. Ờ, cái cây cản nó nặng nặng. Mày làm cái này đổ miếu dưới chết mày quá. Nhìn nhốt không nha. Đâu không? Cái này cuối luôn các bạn ơi. Học luôn rồi. Với 5 cái được, 2 con, 1 con. Ừ, ông ngoại, con. Ông ngoại mình còn cái nữa chứ. Quên nữa. Ông ngoại còn cái gốc dừa huyền thoại nữa. Tay lưới trong chết rồi hả? Tay lưới trong chết luôn các bạn ơi. Rồi mình ra mình quay cái cuối cho các bạn xem nha. Mình còn ngoài hở mình đặt tắn thêm ngoài đường ngoài cái quá. Một ra luôn. Đi á. Rồi. Con cái một các bạn ơi. Ồ, con còn à, 2 con mà chết con nghe được con các bạn ơi. Nhỏ nhỏ không à, cũng có hàng là im rồi các bạn ơi. Đi săn bắt mà có hàng là ngon nha các bạn. Rồi mình ra cái cuối mình quay cho các bạn xem luôn nha.
Rồi đây có còn cái cuối các bạn ơi. Cái luồng này hả, mình đặt thêm cái chợ sâu chống phọc cái Hùng. Trời ơi, trời, mày đặt cái này trên mình nhìn xuống thấy trơn rồi. Các bạn nó nhìn nó đặt liệu gì luôn đó bạn. Ủa liệu lộ gì luôn nè. Ôi mày đặt lộ dữ lắm rồi. Nặng không? Còn luôn hả? Sao đặt lộ mày lộ dữ hả? Phủ kín kín ở trong đi mày ơi. Đặt đây lộ dữ lắm rồi. Tao đi bộ tao nhìn xuống thấy liền nè. Rồi thôi ba các bạn, đây các bạn ơi. Cái này cái cuối không dính nè. 7 cái mà được 2 con chết con các bạn. Được có 1 con à. Có con ngoài này mà nhìn vô lộ dữ lắm. Cái này im lắm nha các bạn. Đi về luôn. Ờ, thôi ba các bạn lên đi. Ba các bạn nha. Cái này kinh lên.